Úc và Fiji ký thỏa thuận an ninh mới để đối phó với thách thức ở Thái Bình Dương. Hồng Kông cấm chiếu phim The Dark Knight vì động chạm đến an ninh quốc gia. Bài phân tích dài của tuần báo Le Poi báo động tình hình Đài Loan. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 24 tháng 10 của DKN TV. một thỏa thuận an ninh mới giữa Úc và Fiji sẽ cung cấp cho cả hai nước một khuôn khổ để đối phó và ứng phó với những thách thức an ninh chung ở Thái Bình Dương. Mặc dù không đề cập rõ ràng đến Trung Quốc, nhưng cả hai bộ trưởng quốc phòng Úc và Fiji, những người đã ký thỏa thuận về tình trạng của các lực lượng, hôm ngày 20 tháng 10 cho biết, thỏa thuận mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối bang giao quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng quốc phòng Úc Richard Marles cho biết, trong một tuyên bố, chúng ta có chung mối quan tâm đến một khu vực Thái Bình Dương hòa bình an ninh và có khả năng phục hồi và cần hợp tác cùng nhau để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh chung cả truyền thông lẫn phi truyền thông Bộ trưởng Quốc phòng Fiji Inia Siruratu cho biết thỏa thuận này cũng đánh dấu một tầm cao mới trong hợp tác an ninh giữa hai quốc gia của chúng ta Điều này diễn ra sau nỗ lực của Úc nhằm tìm kiếm các mối bang giao quốc phòng chặt chẽ hơn với Papua New Guinea, Tonga và Fiji để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Malles cũng đã nói với các phóng viên tại Fiji, bây giờ là lúc để kết thân với bằng hữu. Ông Malles nói rằng khuôn khổ pháp lý được cung cấp theo thỏa thuận này là hiếm có giữa hai quốc gia, đặc biệt là liên quan đến quốc phòng. Ông Males nói, chúng ta không có nhiều những điểm này và điều đó nói lên mối bang giao của chúng ta với Fiji gần như thế nào. Đó là một bước tiến rất rất quan trọng. Theo thỏa thuận, lực lượng quốc phòng của cả hai quốc gia sẽ có mối bang giao hợp tác chặt chẽ hơn, đồng thời xây dựng khả năng tương tác và các khả năng trong quá trình này. Thỏa thuận cũng bao gồm việc nhập cảnh và hải quan, sắp xếp cho các lực lượng thăm viếng mặc đồng phục khi ở nước kia và quyền tài phán hình sự và dân sự đối với các lực lượng thăm khi ở nước kia ông males cho biết tình trạng của thỏa thuận lực lượng sẽ giúp việc triển khai đến các lãnh thổ của nhau vào những thời điểm cần thiết dễ dàng hơn ông males cũng nói về sự hỗ trợ được cung cấp cho mỗi quốc gia khi xảy ra thiên tai chẳng hạn như cháy rừng và lũ lụt ở úc và các nỗ lực phục hồi ở fiji sau bão nhiệt đới yasa thỏa thuận này nhằm phản ánh sự hợp tác gia tăng giữa các lực lượng của chúng ta nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, khủng hoảng nhân đạo và thảm họa, ông Seriratu cho biết trong một tuyên bố. Ông Seriratu cũng nói về sự cần thiết của Fiji, Úc và New Zealand để đoàn kết và hợp tác do địa chính trị trong khu vực. Tăng cường khả năng tương tác cho các đảo quốc Thái Bình Dương hôm 18 tháng 10, các bộ trưởng quốc phòng Nam Thái Bình Dương đã gặp nhau tại Tonga để thảo luận về những thách thức an ninh đang nổi lên và hiện hữu ở Thái Bình Dương, cũng như các diễn biến chính sách quan trọng và các phản ứng chung đối với các thách thức an ninh khu vực. Thủ tướng Tonga Hukawa Meliku cho biết, khi khu vực đối mặt với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng tăng, các đảo Nam Thái Bình Dương có khả năng phản ứng tốt hơn khi các quốc gia hợp tác chia sẻ thông tin và tăng cường khả năng tương tác. Ông Males, người đã tham dự cuộc họp cùng với các bộ trưởng quốc phòng của Papua New Guinea, New Zealand, Fiji và những đại diện từ New Caledonia và Chile, cũng lặp lại những tuyên bố của ông Huakava Meliku rằng gia đình Thái Bình Dương sẽ mạnh mẽ hơn khi các quốc gia cùng nhau ứng phó. Tonga, Fiji và Papua New Guinea vốn là thành viên của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nam Thái Bình Dương SPDMM là các quốc đảo Thái Bình Dương duy nhất có quân đội. Úc, New Zealand, Pháp và Chile cũng là thành viên của SPDMM có quân đội. Quần đảo Solomon vốn dĩ không có quân đội đã ký một hiệp ước an ninh gây tranh cãi với Bắc Kinh, hồi tháng 5 cho phép các tàu hải quân Trung Quốc bổ sung ở đó. Bắc Kinh cũng đã tài trợ đáng kể cho quân đội của Fiji và PNG. Trong khi đó, Tonga nợ các ngân hàng Trung Quốc và đã được quân đội Trung Quốc cứu trợ khẩn cấp. Bộ phim nổi tiếng của Mỹ The Dark Knight, Kỵ sĩ bóng đêm, được phát hành năm 2008 mới đây đã bị hủy lịch chiếu tại Hồng Kông, gây nhiều tranh cãi. Ông Kevin Yeung, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông trả lời rằng, việc hủy bỏ buổi chiếu là hợp lý và hợp pháp. Vấn đề này người Hồng Kông đang bàn tán rất nhiều, họ than thở rằng Hồng Kông ngày càng ít được tự do. Theo thông tin từ Bloomberg và truyền thông Hồng Kông, giới chức Hồng Kông đã hủy chiếu bộ phim The Dark Knight, kỳ sĩ bóng đêm vì lý do an ninh quốc gia. Ban đầu, phim dự kiến chiếu tại một số địa điểm ngoài trời vào ngày 27 tháng 10. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 10, địa điểm chiếu phim thông báo đã nhận được chỉ thị từ Văn phòng Báo chí Điện ảnh về việc hủy chiếu. Bộ phim này sẽ được thay thế bằng loạt phim Iron Man hoặc được bố trí hoàn lại tiền. Nhiều khán giả mua vé hỏi lý do tại sao Bộ phim Dark Night bị hủy chiếu nhưng không được giải thích rõ ràng. Tên và địa điểm của nơi dự kiến chiếu phim đã được ẩn trong báo cáo của Bloomberg. Đồng thời thông tin về buổi chiếu bộ phim này trên trang web chính thức của địa điểm cũng đã được gỡ xuống. Văn phòng báo chí điện ảnh đã trả lời các câu hỏi của đài phát thanh thương mại Hồng Kông và tuyên bố rằng họ sẽ không bình luận về cấp phép đối với các bộ phim cá biệt. Cũng có thông tin cho rằng giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kevin Yeung đã phát biểu tại cuộc họp báo báo cáo thực hiện chính sách về vấn đề này. Tất nhiên quyết định này không phải do cơ quan của chúng tôi đưa ra. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu, Hồng Kông có một hệ thống để quyết định rằng có phù hợp để phát một bộ phim tại một thời điểm nào đó hay không. Việc này đã có được một cơ chế thiết lập. Tôi cũng tin rằng tất cả các bộ phim trước đây cũng đã được xử lý theo cùng một cơ chế. Mọi người có thể yên tâm đây là một yêu cầu được đưa ra trong tình huống hợp lý, hợp pháp. Sự việc này đã khiến người Hồng Kông bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội. Có người nói, không, Batman sắp xảy ra hỏa hoạn lớn rồi, giờ tôi càng muốn xem. Một số người nói rằng Hồng Kông ngày càng ít tự do và hỏi liệu có thể xem thủy hử, tam quốc diễn nghĩa, tiếu ngạo giang hồ, người rơi, người nhện và kinh không men trong tương lai không. Chúng được cản trở an ninh quốc gia sao? Một số người nói rằng e là sau này sẽ chỉ có những bộ phim truyền thống chống Nhật để xem. Và anh Siêu, trưởng đặc khu Lý Gia Siêu phải kể tốt câu chuyện về Hồng Kông. Có người lôi ra một câu thoại kinh điển trong bộ phim Sơn Đắc này, nghi ngờ liệu có phải trong câu thoại này đã vi phạm luật an ninh quốc gia. Weiner, tôi biết việc hạ gục đám đông không dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ phải có một cuộc chiến, nhưng lần này thì khác họ đã vượt qua ranh giới. Alfred, cậu đã vượt qua danh giới trước, thưa cầu chủ. Cậu đã ép họ, đẩy họ vào đường cùng. Và sau đó trong tuyệt vọng, họ quay sang cầu trợ giúp từ một người mà họ thậm chí còn không biết rõ lắm. Weiner, tội phạm không phức tạp. Alfred, chỉ cần biết hắn muốn gì. Tuy nhiên, một số người vẫn không giải thích được bộ phim The Dark Knight là phim cũ năm 2008 thì có chỗ nào động chạm đến an ninh quốc gia của năm 2020. The Dark Knight là một bộ phim siêu anh hùng ra mắt năm 2008, do ông Christopher Nolan làm biên kịch, giám chế và đạo diễn. Khi phát hành, bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực. Một số nhà phê bình xếp nó là một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất của những năm 2000. Nó đã trở thành bộ phim Batman đầu tiên vượt 1 tỷ đô la Mỹ tại phòng vé toàn cầu và là bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới trong năm 2008. Nó cũng là bộ phim đầu tiên của ông Christopher Nolan thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới. Năm 2020, The Dark Knight được chọn bảo tồn tại viện lưu trữ phim quốc gia vì giá trị văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ. Tại đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo Tập Cận Bình nhắc lại vấn đề không loại trừ dùng vũ lực đối với Đài Loan. Về vấn đề này, tuần san Le Hoi của Pháp ngày 20 tháng 10 đã lấy trang bìa là hình ảnh Đài Loan và chạy dòng tít thêm một lần đe dọa, Đài Loan hãy cảnh giác và dành 20 trang để phân tích tình hình. Phần đầu bài viết là Đài Loan cảnh giác, ký sự xâm lược được công bố. Phân tích các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đài Loan trong 70 năm qua. Bài viết cũng liệt kê các cảnh báo về khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan của các học giả, chuyên gia và của người Đài Loan. Qua đó nhấn mạnh, đây là xâm lược chứ không phải là thống nhất. Phần thứ hai là Cao Hùng, cảng Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thèm muốn. Phân tích vị trí quan trọng của cảng Cao Hùng như một cảng lớn, một thành phố công nghiệp và một pháo đài ở Đài Loan. Phần thứ ba, phỏng vấn nhà sử học nổi tiếng người Anh và là tác giả Peter Frankopan của Con đường tơ lụa từ quan hệ Trung-Nga đánh giá tình hình eo biển Đài Loan. Bài viết chia sẻ nhiều ý kiến khác nhau về khả năng và thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Nhiều người vẫn hoài nghi về cuộc tấn công vào Đài Loan này. Có thể thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa suốt 70 năm qua với ba lần nguy cơ cận kề đã khiến người Đài Loan quen với tình hình nhưng nhiều người vẫn lo lắng về tâm thái thờ ơ không nhận thức đầy đủ về thực tế này cựu chủ tịch của tập đoàn vi điện tử thống nhất umc đài loan là robert sao cho biết trong một cuộc phỏng vấn hầu hết người dân đài loan không tin đảng cộng sản trung quốc sẽ xâm lược quân sự chúng ta không nên quá dựa vào chính phủ tôi không chống lại chính phủ mà là tôi phải cảnh giác với nguy cơ một cựu quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ là Everest Kubai đã kêu gọi lập liên minh ngăn chặn nguy cơ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi quá muộn. Ông nói với tờ tuần báo Le Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng họ có lợi thế so sánh về hành động trong 10 năm này. Điều tôi thực sự lo lắng là tâm thái chủ quan của không ít người Đài Loan. Nếu nổ ra cuộc chiến vào năm 2027, thì ngay bây giờ cần bắt đầu chuẩn bị. Ông Kubai cũng lo ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sức mạnh quân sự khi cho sử dụng dân quân trên biển. Trong phần nói về cả Cao Hùng, bài viết nhắc lại việc cựu ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo đã đến thăm Cao Hùng vào tháng 9 và chia sẻ Đài Loan là một hình mẫu cho kinh tế và thương mại. Và Mỹ nên xích lại gần Đài Loan hơn. Bài báo chỉ ra rằng, Cao Hùng là cảng lớn nhất ở Đài Loan và là cảng lớn thứ 17 trên thế giới. Cao Hùng cũng là một thành phố công nghiệp quan trọng ở Đài Loan. Nhiều sản phẩm công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào xuất nhập khẩu tại cảng biển. Năm ngoái, một báo cáo từ một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington là Viện Dự án 2049 đã chỉ ra các mục tiêu quan trọng nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thèm muốn là các cảng biển. Vùng có thể nhanh chóng vận chuyển xe tăng và các thiết bị hạng nặng khác vào đảo đảo. Thị trưởng Chen Chimai của thành phố Cao Hùng cũng nói, nhìn từ chiến lược quân sự cho thấy Cao Hùng là trung tâm của Đài Loan với các cảng, tàu ngầm và căn cứ không quân. Sẽ rất nguy hiểm nếu Cao Hùng trở nên thân Trung Quốc. Ủy viên Lin Yukai của Hội đồng thành phố Cao Hùng cũng cho hay, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tư vào cảng Cao Hùng gây rủi ro về an ninh quốc gia. Kể từ năm 2012, COSCO Trung Quốc đã sở hữu cổ phần trong một khu vực cảng và thậm chí còn mua một đối tác để tăng cổ phần vào năm 2018. Tuy nhiên bài viết cũng cho rằng người Đài Loan đang dần thức tỉnh trước nguy cơ, đặc biệt là sau chiến tranh Nga-Ukraine, thì Đài Loan không chỉ tăng cường mua vũ khí quân sự của Mỹ, mà còn khởi động chương trình tự chế tạo vũ khí, xây dựng chiến lược con nhím để tác chiến trong bối cảnh phi đối xứng. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng nối lại quy chế nghĩa vụ quân sự bắt buộc một năm từ năm 2024. Nhiều quan chức Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về an ninh của Đài Loan theo tờ SCMP ngày 19 tháng 10, tại Hội đồng Đại Tây Dương, tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ Michael Martin Hilday đã được hỏi ông nghĩ gì về lời cảnh báo của ông Tập Cận Bình đối với Đài Loan và Đại hội 20. Ông Hilday nói, tôi nghĩ họ có thể trong năm 2022 hoặc 2023, tôi không thể loại trừ điều đó. Vị tướng Mỹ này tin rằng trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, điều quan trọng hơn là giữ cho Hải quân Mỹ luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Vấn đề chuẩn bị cho đến cuộc chiến tối nay còn quan trọng hơn đối với mở rộng quy mô hạm đội. Dân biểu Cộng hòa Mỹ Mike Kalker cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào ngày 18 tháng 10 rằng ông tin sau khi ông Tập Cận Bình củng cố được quyền lực và bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba thì ông ta sẽ quyết liệt hơn trong vấn đề Đài Loan. Tôi thực sự lo ngại rằng họ sẽ đẩy nhanh thời gian biểu tấn công Đài Loan, có thể đến vài năm tới trước dự tính khoảng năm 2027 của chúng tôi, ông Gallagher nói. Ông đánh giá rằng thời điểm nguy hiểm nhất có thể là sau cuộc bầu cử Tổng thống của Đài Loan vào năm 2024, vì năm đó Mỹ cũng đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống nên sẽ bị phân tâm hơn. Ngày 19 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken một lần nữa cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ của ABC News rằng vì muốn đẩy nhanh quá trình thống nhất Đài Loan nên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sử dụng mọi thủ đoạn có thể, bao gồm ép buộc, gây áp lực và thậm chí tấn công quân sự nếu cần thiết. Ông nhắc lại rằng Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo đảm phòng thủ cho Đài Loan. Trước đó không lâu, ông Lincoln cũng nêu lên những lo ngại tương tự khi nói trong một cuộc nói chuyện tại Đại học Stanford cho hay hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan đã được duy trì trong nhiều thập kỷ. Nhưng bây giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi chiến lược. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo